Ayo, what's up? Hôm nay chúng ta sẽ đánh chung với hai thằng bạn chí cốt chúng ta. Chúng ta sẽ đánh chung với hai thằng bạn của mình. Đây, Lucas Henry và cây LG. Chúng ta sẽ bắt đầu trận. Đánh những trường này thì thằng hay, thằng đánh cũng được. Tôi thì tôi trung bình, đánh với hai thằng này thì đánh ít dữ nhiều. Tôi sẽ chơi trận standard với hàng bạn chí cốt. Được chơi hơi to. Tôi sẽ chọn con này quá, con trong con khung đi, đánh được chưa? Con này đi cướp con đó, chơi đánh đường giữa đi lên phép này. Các bạn sẽ thấy lần đầu tiên con AD, con AD tay dài lên phép. Đánh thì các bạn cứ thoải mái trong việc luyện tập đánh với các mọi người chơi khác. Tôi chỉ đánh với bạn, có bạn đánh với bạn. It's called skill shot. You should try it sometime. Oh look, there went my patience. Enemy hero kill. Enemy hero kill. Hôm nay từ Mỹ dân chơi đó, bọc tiền skin. Biết này cái gì bọc tiền mua skin. Đi lên này giỏi thì bỏ tiền mua skin. Đồi đó có bỏ tiền mua skin nữa. Không có tiền. You have killed an enemy. Is that all? You didn't see me. I wasn't here. Ally hero killed. Quiver.
Để không ăn cậu nó chửi mẹ. Don't step in that. Mining gun. Không nhiều đâu. Đó, trời ơi, thằng kia hấp viên, tôi chạy về. Lúc nào bạn nó đi hấp viên rồi tôi chạy đi tới mất khác à. Giết tao là một sai lầm. Sai lầm lớn. Mình nói thiệt. Get in line. Giết. Mình đánh gà như sư bật. Ê, đợi tôi. Tôi đi xuống nè các bạn. Chuyện gì con bé? Chuyện gì con bé? Đừng bớt kể tôi chứ. Đi ra tâm biết tiếp. Thằng kia dí nhau được. Welcome to my crosshairs. Give it a minute. Challenges.
Chơi cái này phải đầu khoảng 1 tỷ đăng thiệt là cao. Tôi thì nó không có cao. Stay in your lane. Chào mừng các bạn đã quay lại. Tôi đi rửa chén. Đi thử. Vì phụ huynh ngăn cấm. Vì phụ huynh chửi. Tôi thì tôi lử. In my vocabulary, quiver is a noun. Your team captured the second minion mine. Allied enemy minions team stole a minion mine. Strength. Your minions are now weaker. After you. Hợp nhau rồi. Mình các bạn giờ là 10:30 rồi, tôi hôm nay chỉ có 9:30 thôi. Không có hiểu luôn tôi là không có gì không, tôi nghỉ. Thốn nhất luôn thì từng biết. Rồi nó là không còn gì làm. Enemy team stole a minion mine. Your minions are now weaker.
people turn their backs on me. Các bạn nghe từ cái cuối của bạn nè. Gì vậy? Vậy mà cũng giết người sao? Hay quá, tên trời trời hay quá. Ding, ding, ding. Pump the brakes. Một lưu ý nhỏ, nếu bạn chơi con này là nếu bạn chơi chiêu hay, cái dòng chọn kèm các bạn đi tới và chính nó và bắn vô cái gì chứ. Chết tôi rồi, chết tôi rồi. Mong đừng con nào bay vô. Đó, mùi đồ. Rồi tiếp. Get in line. Chứ không dài ta. Chạy liền. Captured the second minion mine. Allied minions are now at maximum strength. Bin 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 yo, bin 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 yo. Bin bin yo. Biết ai sẽ bỏ nổ cái đi. Welcome to my crosshairs. Enemy team stole a minion mine. Your minions are now weaker. Your team captured the second minion mine. Allied minions are now at maximum strength. Unleashed the Kraken.
sở thủ là tên là ngồi chuẩn luôn. Ăn Kraken. Nhưng mà con Kraken. Kraken. Enemy hero killed. Stay in your lane. Có kìa nè. Có biến dị. Ally hero killed. Ally hero killed. Yay. Chấm hỏi, chấm hỏi, chấm ba chấm. Chưa làm sao rồi. Dỗ đi, cái nữa. Thử nói gì cho chịu. Nó không có tiền rồi. Enemy team stole a minion mine. Your minions are now weaker. Tôi có thêm vui vui đồ hết cho tôi luôn các bạn. Thấy cách của tôi được thì các bạn cứ vui theo. Các bạn được các bạn cứ vui theo. Mà tăng quá nè. Vui của tôi là nó không ổn hơn chưa. I like challenges. Not risks. Ôi trời. I like enemy is unbeatable. What? Enemy team stole a minion mine. Your minions have been reset. Tôi không tại sao tôi lại chết vậy luôn. Mong trận này đừng thua. I like turret destroyed. Mày hỏi sao biết hỏi vậy? Chơi tao à? Ally turret destroyed. Cái thấy vậy mà binh điên à. Tôi có thấy rồi mà binh. Ally turret destroyed.
zero kills. Mày hỏi gì giờ thằng nào ra đâu mày hỏi. Cái nhiệt vương xin kêu mà. Dạ, xin chào các bạn và chúng ta sẽ dừng tập này lại đây. Ok. Xin chào các bạn lại đây. Đó, cái đoạn USB lên chỉ nhiêu đó rồi. Nhàn khoảng được 2 tháng. Rồi không nói giờ đi khác. Gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Và các bạn đừng quên like, subscribe kênh của tôi. Đó là sự vinh hạnh, niềm vinh hạnh cho tôi, cho động lực của tôi làm cho những video tiếp theo hay hơn. Và đặc biệt, tôi chưa tạo ra những là cái loại răng trơn, những đổi chung cái tem thì các bạn sẽ được cái này.